Vâng, chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay ổ HHD bằng cái ổ SSD để cài pin. Còn ổ HHD mình để chứa dữ liệu, hoặc là các bạn có thể mua cái ổ SSD để cài pin và chứa dữ liệu cũng được. Sau mình thì sẽ mở ra cái đằng sau của con laptop, con này của mình là HP nhá. Mình sẽ tháo ra để lấy cái ổ HD ra. Tùy từng máy sẽ tháo khác nhau nhé. Đây ổ HHD của mình ở đây, mình sẽ bỏ ra, rút dây SATA ra. Mình sẽ gắn cái ổ SSD vào đây của mình, con full 128GB. Ổ mình sẽ để cài win, còn chứa dữ liệu là ổ HHD. Con là full 128GB. Cái này mình mua có hơn 400.000 thôi anh em nhé, rất là rẻ luôn. Mình sẽ tiến hành cắm vào cái ổ chỗ ổ HHD vào nữa. Thì gỡ cái này ra. Mình gắn vào đây nhé anh em nhé. Gắn vào cái ổ SSD nhé. Giờ ổ SSD cũng rẻ thôi. Đây là 128GB, mình mua hơn 400. Mình sẽ cắm vào đây. Rồi ok. Còn ổ HHD mình vừa nãy thì mình sẽ gắn vào cái ổ đĩa, ổ đĩa DVD. Đây nhanh nhanh, mình đã vặn ốc ra rồi, bây giờ mình sẽ gỡ ra. Còn các bạn không dùng thì cũng được, mà dùng thì cũng được. Đây, ổ đĩa DVD mình đã mua cái két đi bay để gắn cái ổ cứng vào đây. Để gắn ổ cứng vào đây và mình sẽ gắn vào cái ổ đĩa DVD. Vâng, vậy là mình đã thay cái ổ SSD vào chỗ của cái ổ HHD để mình cài pin. Còn ổ HD mình sẽ để chứa dữ liệu bên ổ đĩa bằng két đi bay. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại cái nắp vừa nãy.
các bạn nhớ lắp, nhớ vặn con con ốc ở chỗ cái ổ đĩa DVD quét đi bay nhé. Vâng, vậy là mình đã lắp lại như cũ. Mình sẽ khởi động xem để anh em xem nhé. Cái này mình đã cài win sẵn từ trước rồi. Bây giờ mình sẽ khởi động. Test tốc độ. Đầu tiên là khởi động cho anh em xem. Mình cài win trước rồi đấy. Anh em thấy không? Khởi động rất là nhanh luôn. Rất là nhanh. Cái này thì rất là thích hợp cho anh em cài rất là nhiều phần mềm chuyên về đồ họa các kiểu. Đây, ổ của mình cài Win và cài một số phần mềm Cobay 5, Relaxer và một số ít phần mềm nhỏ khác. Hiện tại còn chấm rất là nhiều. Đây, ổ HHD mình vẫn cắm, vẫn dùng bên ổ đĩa DVD qua két đi bay. Mình sẽ khởi động lại để anh em xem. Rất là nhanh luôn. Bấm nguồn. Đó, thấy không? Bây giờ chỉ cần phát quân là ok. Đấy, rất là nhanh. Ở đây có hơn 400 thôi anh em nhé. Vâng, chào anh em nhé.